Trong ngày thi đầu tiên thì cả hai đề thi toán và tiếng Anh đều được đánh giá là có tính phân loại thí sinh tốt. Khảo sát nhanh của phóng viên thời sự cho thấy là nhiều thí sinh dễ đạt từ 6 đến 7 điểm nhưng mà khá khó để có thể đạt mức điểm cao hơn. Đề thi toán gồm 10 câu, sắp xếp theo trật tự khó dần và mỗi câu được 1 điểm. Thời gian làm bài trong 180 phút. Tuy nhiên, sau 2/3 thời gian làm bài, nhiều thí sinh đã nộp bài. Đề thi toán sáng nay theo em thấy là để được 7 điểm thì có lẽ vẫn là dễ. Đề thi thì phân hóa khá mạnh. Những câu dễ thì rất là dễ nhưng mà đến những câu 6-7 điểm thì bắt đầu khó dần. Em thấy thì đề toán năm nay thì có một chút khó hơn so với lại đề năm trước. Tại không mà coi em cũng nghĩ là nó cũng kiểu như để mình đủ để điểm tốt nghiệp bình thường. Nếu mà ôn bài kỹ thì sẽ làm được. Toán đề thi năm nay cũng không khó lắm nhưng mà có một số câu đài 7 nên ra là học sinh dễ bị sai. Còn em thì em làm được tới câu 9 nhưng mà không biết là có đúng được hết hay không. Đề thi toán được đánh giá phân loại thí sinh rõ ràng, học sinh có học lực trung bình có thể được 4 đến 5 điểm, học lực khá đạt 6 đến 7 điểm, giỏi thì từ 8 đến 9 điểm. Tuy nhiên khó để đạt điểm tuyệt đối. Đề thi thì mình nhận thấy là có một sự khác biệt một chút so với cấu trúc đề thi năm ngoái. Đó là cái câu số 1 thường là câu khảo sát thì năm nay lại đưa xuống thành câu số 2. Và cái câu cuối cùng trong đề thi thì có một câu liên quan đến mảng về tìm giá trị liên quan đến bài toán tham số thì cũng khá lâu rồi, năm nay mới xuất hiện. Thì nhìn chung là cái đề thi này mình thấy là khá là ổn, nó có tính phân loại rất là tốt. Còn chiều nay với môn thi tiếng Anh trong thời gian làm bài 90 phút, kiến thức cơ bản trong đề thi được đánh giá là chiếm tới 70%. Tuy nhiên để đạt từ điểm 8 trở lên, học sinh phải học chắc và có khả năng viết luận tốt. Em nghĩ đề ngoại ngữ hôm nay thì cũng khá là vừa sức với học sinh ạ. Và thì làm cũng không đến nỗi là khó khăn lắm ạ. Ở những vùng mà tiếng Anh mà cho rằng là hạn chế thì cũng được 5 điểm, không đến nỗi là quá cao đối với học sinh. Còn đương nhiên ở Hà Nội thì năm nay tôi hy vọng là sẽ có nhiều điểm 9, điểm 10 hơn. Kết thúc hai môn thi đầu tiên là toán và ngoại ngữ, thí sinh hy vọng đề thi ở các môn tiếp theo sẽ đảm bảo tính phân hóa cao, chuẩn hóa kiến thức cơ bản để những thí sinh có học lực trung bình đều sẽ đạt và được công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên vẫn phải tuyển được thí sinh giỏi vào đại học cao đẳng, tránh tình trạng cao bằng, điểm cao mà vẫn trượt đại học.